Chủ nhà ăn tiệc phía trước trộm liền đột nhập phía sau nhà, lấy sạch tiền vàng trị giá hơn 200 triệu đồng. Vụ trộm xảy ra ở ấp Mỹ Văn, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh vào ngày 15 tháng 8 năm 2022. Liên quan đến vụ việc này, chiều 18 tháng 8 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Vũ Luân, 17 tuổi, ở ấp Đồng Điền, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào lúc khoảng 14 giờ ngày 17 tháng 8, Công an huyện Cầu Kè tiếp nhận tin báo của chị Phạm Thị Kiều Loan, 36 tuổi, ở ấp Bỉ Văn, xã Ninh Thới, về việc bị mất nhiều tiền và vàng để trong nhà với tổng giá trị trên 200 triệu đồng. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Cầu Kè tiến hành khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ truy bắt nóng kẻ trộm. Qua gần 5 giờ điều tra, xác minh, Công an huyện Cầu Kè xác định Luân có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời lên cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu, Nguyễn Vũ Luân khai nhận, vào khoảng 21 giờ ngày 15 tháng 8, Luân đi bộ từ nhà lên đường tỉnh 915 hướng về chợ xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tìm tài sản để trộm. Khi đến nhà chị Loan, thấy phía trước có nhiều người đang dự tiệc nên Luân đi vòng qua phía sau nhà, rồi treo qua hàng rào sắt, đột nhập vào phòng ngủ của chị Loan, lấy trộm nhiều tài sản, gồm 20 triệu đồng tiền mặt, 2 sợi dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai, 7 chiếc vòng đeo tay bằng vàng và nhiều nữ trang với tổng giá trị trên 200 triệu đồng rồi tẩu thoát. Sau đó, Luân đem toàn bộ số vàng trộm được cất giấu tại khu vực cách nhà Luân khoảng 100 mét. Riêng số tiền mặt 20 triệu đồng, Luân cất giữ trong người để tiêu xài và chơi game. Hiện vụ trộm cắp tài sản này đang được Công an huyện Cầu Kè tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.